Ở đây ấy, mục đích của chúng ta muốn tìm giá trị của x nguyên để cho b là số nguyên thì ta phải tách nó ra. Tách ra về nó có cái dạng như này. Là một cái số nguyên nào đó chấm 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 cộng với một cái số nguyên nào đó. Giả sử thầy có số nguyên ký gọi là a chẳng hạn. Và chơi cái mẫu này. Đấy. Mẫu đây chính x cộng 3 này. Nên mình phải đưa về cái dạng như này. Đấy, đưa về cái dạng một cái số nguyên nào đó, thầy giả sử là số C đi. Đấy, cộng với một số nguyên A chia x cộng 3. Đấy, vậy thì mình phải phân tích như thế nào? Phân tích như thế nào để cái tử ấy, cái tử số, phân tích cái tử số này, nó phải xuất hiện, xuất hiện cái mẫu này, tức là nó phải xuất hiện cái x cộng 3 như này. Đấy, xuất hiện x cộng 3 như này. Vậy làm thế nào để xuất hiện được? Vậy thì như thế này, mình để cho cái một giữ nguyên nhá, cái trừ 2 này, cái trừ 2 này cũng giữ nguyên như thầy. Đấy, thế sau bây giờ mình nhân nó ra, nhân nó thử ra nhá, nhân thử sẽ tạo thành một này. Ở đây là có trừ 2 nhân x, trừ 2 nhân x thì xét được là trừ 2x, xong đến trừ 2 nhân với 3. Đấy, trừ 2 nhân 3 thì sẽ được là trừ 6, được là trừ 6. Vậy thì bây giờ em phải xem xét này, soi ban đầu, so ban đầu nhé, ban đầu là một trừ x thì mình biến nó thành một trừ đi x cộng 3 thì nó xuất hiện cái dấu, xuất hiện số trừ 6 này. Đấy, xuất hiện cái số trừ 6 này. Vậy thì bây giờ em phải bớt cái số trừ 6 này đi, em phải cộng với bớt thêm trừ 6 vào để bớt trừ 6 đi, mà bớt trừ 6 tức là phải cộng 6 để nó ra y xì ban đầu này, chứ mà không phải để y xì ban đầu như này, để y xì ban đầu như này. Đấy, vậy có nghĩa là bây giờ chúng ta biết b bằng 1 trừ 2x trên x cộng 3 giữ nguyên số 1 cho thầy, số 1 thầy giữ nguyên này. Đấy, thế còn cái chỗ này này, cái chỗ 2x này, đấy bây giờ biến thành cái giống như mẫu như này, biến thành giống như mẫu như này, biến giống như mẫu, biến giống như mẫu thì ta viện giữ nguyên cái trừ 2, nhưng mà bây giờ biến x thành x cộng 3. Vậy thì như ở trên này phân tích là biến như vậy thì nó xuất hiện thêm cái số trừ 6 vào. Vậy thì làm thế nào để giống như ban đầu? Vậy thì phải cộng thêm 6 để cho giống như ban đầu, chữ x cộng 3 bằng, xong mình rút gọn đi, một ở đây 16 ở đây, kết hợp hai cái lại thì ra 7. Đấy, thế còn trừ 2x cộng 3 giữ nguyên thầy trên x cộng 3. Bây giờ mình đổi tiếp, trẻ đôi ra nghĩa như nào? Vậy áp dụng này này, a cộng b trên c, trẻ đôi ra thì bằng a trên c cộng b trên c, trẻ đôi ra vậy thì sẽ bằng 7 trên x cộng 3 trừ 2 x cộng 3, ở dưới mẫu là x cộng 3. Sau đó thì hai này giống nhau, hai này giống nhau, mình rút gọn đi. Vậy bây giờ chỉ còn 7 trên x cộng 3 trừ 2. Thế sau đó thì em hiểu rồi thì em sẽ làm tiếp như ở bên này nha. Làm tiếp như đoạn này này. Đấy, bên nguyên sang, bên nguyên đoạn này sang. Đấy, bên nguyên đoạn này sang là chúng ta sẽ có phần tiếp theo. Bên nguyên đoạn này sang là chúng ta sẽ có thể giải chi tiết.
nha, đây nguyên loại vàng. Để chúng ta sẽ được kết quả.